Trong nghệ thuật, vỉa hè là nơi lang thang của người nghệ sĩ. Nhưng trong đời thực, vỉa hè lại là thứ xa xỉ để đi bộ, chứ nói gì là lang thang vãn cảnh. Cảnh hàng rong lấp ló nơm nớp, bảo nhau dọn đồ, hay xe máy xếp hàng chờ cẩu vì công an phường, đang là chuyện bi hài ở nhiều thành phố lớn. Và ngày nay, vỉa hè lại trở thành tâm điểm, vì quyết tâm không lấy lại được vỉa hè sẽ về vườn của một lãnh đạo quận thành phố Hồ Chí Minh. Câu chuyện văn minh đô thị nhìn từ cái vỉa hè. Kính chào quý vị, tôi là Hạnh Phúc của Chuyển động 24 giờ. Thưa quý vị, những ngày qua nhiều người đang hướng về quận nhất thành phố Hồ Chí Minh để dõi theo việc lãnh đạo quận này xuống đường đòi lại vỉa hè cho người đi bộ. Chuyện đi đòi vỉa hè là chuyện đã trở nên bình thường, nhưng tại sao lần ra quân này lại được dư luận quan tâm đến như vậy? Sâu xa hơn, cách cư xử của người dân đối với vỉa hè cũng phản ánh nếp sống và văn minh của một đô thị. Từ chuyện vỉa hè nói chuyện con người, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi góc nhìn của biên tập viên Minh Long trong những phút đầu tiên tiêu điểm của Chuyển động 24 giờ ngày hôm nay. Xin mời anh. Vâng, xin kính chào quý vị, xin chào anh Hạnh Phúc. Tôi đặt tên cho câu chuyện của ngày hôm nay là văn minh vỉa hè hay là văn minh vỉa hè. Không có gì khác ở ngoài hai chữ vỉa hè, ngoài một dấu ngoặc kép. Có cần có văn minh vỉa hè hay không, hay văn minh đang là thứ đứng ngoài vỉa hè? Suốt một thời gian dài, vỉa hè bị chính các nhà quy hoạch và quản lý xem nhẹ. Bởi vỉa hè xây dựng đến đâu thì bị chiếm dụng đến đó. Việc chiếm dụng vỉa hè dường như có sẵn trong tâm thức của nhiều người và diễn ra như một lẽ tự nhiên. Người ta gọi tôi là vỉa hè, nhưng mà nếu soi lại định nghĩa về tôi thì thực tế là khác xa sách vở. Tôi vốn sinh ra là để dành cho người đi bộ hay là những người khuyết tật. Nhưng mà thực tế thì tôi đang phải gánh đủ thứ, từ hàng rong, quán cốc đến bãi giữ xe. Cứ mỗi ngày đến giờ cao điểm thì tôi lại phải gồng mình chuyên chở hàng trăm ngàn phương tiện. Hay, bạn còn có 8 tiếng để ngủ mỗi ngày. Tôi đây này, mỗi năm may lắm thì được nghỉ ngơi sáng mùng 1 Tết. Tôi không còn là tôi nữa, mà đang trở thành một công cụ kiếm tiền, nuôi sống cho nhiều người. Hay là lối thoát thân lúc tan tầm. Thế mà có được yên đâu, người ta còn vứt trên người tôi bao nhiêu là rác. Nên tôi lúc nào trông cũng nhớt nhát và bẩn thỉu. Thực ra là năm nào cũng có cả chục lần được giải phóng đấy. Nhưng mà rồi đâu là vào đấy thôi, vì người ta đâu có biết sợ. Lúc thì đưa lên quận, lúc thì đưa vào phường thì người ta biết thì mình cứ nộp ra 160 thì làm một lúc một vài tiếng thì người ta lại cho mình ra bán. Tôi nghĩ chắc là chẳng còn hy vọng gì thì mấy hôm nay lại được thông đường thở. Mà lần này là có đích thân cả lãnh đạo quận cũng xuống đường nữa nhé. Mấy người đè đầu cưỡi cổ tôi lần này bị phạt nghiêm lắm, đứng ra xin xỏ cũng bằng thừa. Tôi sống rồi. Vì đến cơ quan nhà nước bao năm chiếm dụng tôi làm bồn hoa, chỗ đổ xe ô tô cũng bị xử lý. Tôi nghe lỏm được ông phó chủ tịch quận nhất nói chuyện với mọi người mà mừng quá. Không lấy lại được vỉa hè, tôi cởi áo về vườn. Nhiều người dân cũng mừng cho tôi. Ai cũng hy vọng tôi được trở lại chính mình. Hy vọng quyết tâm là có thực, không phải bắt cóc bỏ dĩa nữa. Và hy vọng là ông phó chủ tịch không phải về vườn. Vâng, đó có lẽ là lời chia sẻ chân thực nhất nếu mà vỉa hè biết nói. Chiếm dụng vỉa hè, chuyện mà nhiều người sẽ tặc lưỡi chấp nhận nó như một hậu quả của sự phát triển kinh tế và đô thị. Khi đất chật người đông, thì hành vi chiếm dụng của công đang trở thành thứ dễ thông cảm. Hoặc nếu có chế tài thì cũng chỉ là lấy lệ như là mức phạt 160.000 rồi lại thả ra cho bán lại như câu nói trong phóng sự trên. Việc chiếm dụng vỉa hè làm nơi buôn bán kiếm lời nghiễm nhiên được chấp nhận và hình thành một khái niệm mới, đó là khái niệm kinh tế vỉa hè. Kinh tế vỉa hè thực ra là một bộ phận của khu vực kinh tế phi chính thức với sự phát triển tự nhiên từ lối sống, phương thức buôn bán thương mại nhỏ lẻ tồn tại từ lâu đời. Dù không được danh chính ngôn thuận thừa nhận ở khía cạnh tích cực trên các văn bản pháp lý, nhưng sức sống và giá trị của nó vẫn bền bỉ, tồn tại do nhu cầu thực tế của người dân đô thị. Đó là đáp ứng nhu cầu dịch vụ hàng hóa giá rẻ, tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Kinh tế vỉa hè gồm hai nhóm đối tượng chính. Một là nhóm cố định kinh doanh ở các nhà mặt phố sử dụng vỉa hè làm không gian đệm để làm lối ra vào, chỗ để xe tạm hoặc mở rộng không gian kinh doanh. Thứ hai, nhóm lưu động gồm các phương thức buôn bán ngay trên vỉa hè như quán nước, gánh hàng rong, quán ăn, bán vé số. Vâng, nói đúng ra thì bộ phận kinh tế vỉa hè, kinh tế phi chính thức này có thể tạo ra đến 20% GDP và khoảng 11 triệu lao động. Và kinh tế vỉa hè là khái niệm không chỉ có ở Việt Nam. Thành phố New York, Mỹ đã biến quảng trường thời đại thành một khu vực mua sắm du lịch sầm uất bậc nhất thế giới.
Cái khác biệt là chỉ nằm ở cách quản lý và khai thác vỉa hè như thế nào của cơ quan chức năng. Tại Việt Nam, đầu tiên thì phải kể đến sự lỏng lẻo quản lý, tạo điều kiện để một bộ phận trục lợi từ vỉa hè. Mỗi tháng để có được 10m2 vỉa hè, để bán trà đá, nhiều người phải bỏ ra số tiền không dưới 10 triệu đồng. Không chỉ mua bán chỗ mà giờ đây, nhiều người còn công khai chuyện cho thuê vỉa hè trước nhà hay cho thuê quán vỉa hè. Trên các trang mạng xã hội, trang giao vặt xuất hiện tràn lan các mẫu tin quảng cáo cho thuê vỉa hè với giá hàng chục triệu đồng một tháng. Nếu có vị trí đẹp, vỉa hè có thể hái ra tiền cho người kinh doanh, nên không khó hiểu khi người ta tìm mọi cách để thuê được vỉa hè. Nhưng không phải là dễ để thuê được vỉa hè đâu, mà còn phải cần cả vào mối quan hệ tiếp tay để đảm bảo trơn tru từ khi thuê được vỉa hè cho đến khi kinh doanh buôn bán được yên ổn. Vỉa hè là của công, nhưng tồn tại thứ quyền lực ngầm chuyên bảo kê cho vỉa hè. Sự có mặt của công an phường không làm vỉa hè thông thoáng. Người dân đã quen với việc này. Sau khi công an rời đi, đâu lại vào đấy. Và để yên ổn làm ăn trên vỉa hè thì tất nhiên phải có một cái giá. Là mỗi một tháng là 2 triệu. Nhà nào mà không có xuống, nói thật bây giờ chỉ có mảnh giấy treo kia nó cũng thu, nó cũng giật. Cái đấy là phải làm việc với phường, công an phường. Nó có cái đội tự quản làm tắt với nhau. Tháng 13, mỗi hộ 500, ủng hộ các đồng chí công an phường. Với những hộ buôn bán nhỏ lẻ, mức phí thấp hơn, khoảng từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng một tháng. Vị trí trên vỉa hè có thể bán lại cho người khác. Đây không phải là câu chuyện riêng của Việt Nam. Ở tất cả các quốc gia trên thế giới, không gian đô thị luôn là một miếng bánh được sâu xé bởi rất nhiều nhóm lợi ích. Nhưng tại sao người ta có thể dung hòa được tất cả những cái mâu thuẫn quyền lợi đó? Bởi vì người ta có một hệ thống, thứ nhất là pháp luật được thượng tôn, thứ hai là tính minh bạch trong toàn bộ hệ thống quản lý. Khi được hỏi vì sao không xử lý thì có một lý do là xung đột lợi ích. Vỉa hè đã trở thành chốn mưu sinh, tạo ra quá nhiều lợi lộc và thậm chí là nơi để người ta phân chia cho các nhóm lợi ích. Thưa quý vị, nếu nhìn rộng hơn chuyện chia 5 xẻ 7 miếng bánh vỉa hè để kiếm lợi, thì cách chúng ta đang đối xử với vỉa hè còn là tác nhân để gây ra nhiều vấn đề về xã hội mà người phải gánh hậu quả, không ai khác, chính là chúng ta. Cách chiếm dụng vỉa hè và nếp sinh hoạt, nhậu nhẹt vỉa hè đang góp phần đưa Việt Nam trở thành nước có thành tích nhậu nhẹt rất đáng nể. Lượng bia tiêu thụ của người Việt mỗi năm đều tăng 20%, luôn đứng hàng đầu thế giới với hàng tỷ lít bia được tiêu thụ. Không dám khẳng định vỉa hè là nguyên nhân gián tiếp gây ra tai nạn giao thông sau những cuộc nhậu. Nhưng có một điều chắc chắn, khi vỉa hè bị lấn chiếm thì không còn chỗ cho người đi bộ. Hình ảnh người đi bộ phải tràn xuống cả lòng đường không còn quá xa lạ. Kể cả trẻ con hay người lớn hay người đi bộ không thể nào đi vỉa hè được. Thì người ta sẽ bắt buộc phải đi lòng đường thôi. Còn nếu mà bảo phạt thì cũng phải là như thế nào để cho nó hợp lý. Theo quy định hiện nay thì người đi bộ không đi đúng phần đường của mình thì bị phạt tiền từ 50 đến 60 nghìn đồng. Nhưng mà thử hỏi, không có vỉa hè thì lấy chỗ đâu để mà đi? Xử phạt người đi bộ trái quy định ai cũng đồng ý. Nhưng đồng thời chúng ta phải xử phạt những cái người mà lấn chiếm, chiếm dụng trái phép vỉa hè vì những mục đích ngoài mục đích giao thông. Và đồng thời cũng phải xử lý cả những cái người mà cấp giấy phép sử dụng trái phép đối với những cái phần vỉa hè này. Số liệu thống kê từ Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho thấy, từ năm 2013, số người thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông có liên quan tới người đi bộ là 80 người và tăng thêm 10 trường hợp mỗi năm. Chuyện ứng xử với vỉa hè không chỉ còn dừng ở câu chuyện kinh tế mà đã gây hậu quả đến chính sinh mạng của con người. Và trong cái khó thì thường ló cái khôn. Trên con đường Nguyễn Du ngay tại trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, người ta đã cho lắp những thanh barrier chắn ngang để hạn chế những chiếc xe máy leo lề. Sáng kiến trong một kép này chưa biết là có hạn chế được xe máy hay không, nhưng ngay lập tức đã vướng phải nhiều ý kiến trái chiều. Tuy thiết kế có chừa phần đi cho xe lăn, nhưng rõ ràng là sự thoải mái tiện lợi trong lưu thông sẽ càng bị thu hẹp. Nhiều người xem đó là chướng ngại vật, nhất là khi trời tối. Mọi chuyện sẽ còn tệ hơn đối với trẻ con hiếu động hay những người đi bộ cao tuổi mắt kém phải sử dụng gậy. Trong mọi phương án dành cho vỉa hè thì người đi bộ và người khuyết tật vẫn là hai nhóm người cần được tính đến, thậm chí là phải ưu tiên khi đánh giá về mặt tác động. Và thực tế đã chứng minh, xe máy thì vẫn vượt được chướng ngại vật để tăng tốc
và về đích trên vỉa hè như thế này. Thế mới thấy, ứng xử với vỉa hè cần sáng kiến và giải pháp, nhưng lại đòi hỏi sự tính toán không nóng vội. Ở đây, rõ ràng là chiếc barrier vẫn chỉ dừng lại là một giải pháp tình thế, chứ không phải là một giải pháp căn cơ. Cái cần thay đổi ở đây là sự nghiêm minh thực thi pháp luật, khi luật xử phạt người điều khiển xe máy trên vỉa hè đã có và quy định mức xử phạt lên đến 1,2 triệu đồng. Xa hơn và đương nhiên là khó hơn, đó là lay chuyển được tư duy tranh giành, ích kỷ chỉ muốn được việc của mình từ phía người điều khiển phương tiện giao thông. Thưa quý vị, văn minh đô thị là thành tố không thể tách rời trong tiến trình phát triển đô thị. Quá trình thay đổi từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp luôn cần một độ trễ để người dân thành thị làm quen và thích nghi. Những xung đột lợi ích và ý thức nằm trong chính thời điểm giao thoa này nên đòi hỏi sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và minh bạch về quản lý để dần xây dựng được một lối ứng xử dần tiệm cận với chuẩn mực ở người dân đô thị. Nhưng đó không thể lại chỉ là quyết tâm một phía mà cần sự đồng lòng và lên tiếng của người dân. Đơn giản nhất là ứng xử với cái vỉa hè.